Bằng có lần đó đâu lần trước anh đem vô, anh đem vô một hai bịch rồi anh mới hỏi tay khổ nó không rồi cho bịch chỉ qua cho bà ba bên bịch đó. Có người đi xuồng mà không biết người ta đi dở dến, người ta đi làm cái gì không biết. Ta dở dến người ta lại gần gần đây, người ta dở mình quay nha, khúc cho bà con coi. Ở này nó còn ở xa quá. Cái màn hình của mình bây giờ nó coi không được, nó thấy đen. Một bộ phận trong cái dến nè, cái này là người ta kêu bằng cái đú. Cái đú là cái chỗ mà để cho cá nó vô, nó có cái phèo con kia. Chỗ này là người ta khi mà người ta lùa cá xuống tới dưới này á, người ta đổ cá ra chỗ này. Cái đú nó cũng dài. Cái phần này là cái phần lưới đăng để cho ấy, cho chặn đường cho cá nó vô đây. Khỏe, không có làm hả năm nay? Làm cá không? Có làm cá không? Làm không? Có không? Mà năm nay nước nhiều mà cá ít hả? Ít gì, chạy gì nó mới lên nè, nó mới lên, nó mới có cá này nè. À, dạ. Có 4 năm mới dài á. Bắt mấy cái rồi? À, làm xây dựng cho anh ta hả? Rồi. Ổng năm nay không có về làm hả? Bây giờ ổng cũng lớn rồi, lớn tuổi rồi. Không biết đã bắt cái gì làm cái gì. Hay quá vậy ta. Sao người ta dễ kiếm vợ quá, tôi sao kiếm không được rồi nha. Có mà thôi lâu rồi. Mà có hai đứa. Tại có nhiều khi có số anh ơi. Không ơi. Chừng nào ổng về? Tết mới về đó, chỉ vậy. À. Đang gặp ổng, kêu ổng dạy nghề để coi. Trời ơi, tôi kiếm muốn chết, kiếm có làm sao mà ổng kiếm được hay. Tôi mới có 6-7 à. Vậy hả? Ừ. Vô tôi 6-9 rồi. Tại anh không muốn kiếm chứ, giờ không có. Cái này là lưới đăng nè, người ta làm dến nè bà con. Còn ở ngoài kia cái ống ở ngoài kia là cái đú. À, cái đú là để chỗ cá nó vô đó rồi đặng người ta. Tự nhiên mấy hôm nay nước lên quá trời ha. Rồi ai đi đổ nó xuống mấy cái? Chợ đó với thằng nó hai thằng trai đã. À. Thằng trai lớn thì nó đi đại học rồi. Ừ. Còn thằng nhỏ thì nó 18 tuổi rồi, nó theo cơ đó. À.
Bằng có lần đó đâu, lần trước anh đem vô, anh đem vô một hai bịch rồi anh mới hỏi ai khổ nó không, rồi cho bịch tôi chỉ qua cho bà ba bên bịch đó. Bà bên đây nè, cái bà bên cậu đó. Ủa bên đây tôi lấy một bịch thôi, giúp ai cũng được, được cũng còn không được. Đúng rồi, không được thì ai có lòng có tâm cho thì mình nhận, còn thôi không xin cho ai hết. Cái này tôi cũng không có. Chứ cũng nhiều người khổ hơn mình lắm mà. Khổ thế nha, ở Đồng Tháp đó, trời ơi, không dám ra đường, còn mình ở Đồng Phúc này đỡ, không có ai mua bật, không có dịch bệnh gì trên đó, cũng đỡ. Mình ở đây khúc này mình đỡ chứ trên núi và đi trong làng á, nó ở đâu nó cũng dán bản đỏ hết á. Bản đỏ là con tôi nó gì hay gì cũng cục cục cho hẳn nữa. Đi xuồng ra nãy đó hả? Nói con dâu với thằng nội đi ngoài nó giá cục ba nè. Giá thì đặt đêm này trời giờ. Ủa, đi đường nào vậy? Đi đường bên đây hả? Vô chỗ này giờ giờ lại thấy nó nhỏ hả? Nước năm nay lớn hơn năm ngoái nhưng mà không có cá. Cái này là mấy cái dến nè, ở đây người ta đăng dến nhiều lắm, tốt kia cũng dến không à. Sao rồi? Hồi nãy đi ra làm gì ngoài vậy? Nói con, con đi ra ngoài đó làm cái gì vậy? Tính ngày mai xin đi chung đặng quay dở dến coi. Không, ngày mai kìa. Ngày mai sáng á. Ba mày ở đâu? Mấy giờ? 8 giờ mấy rồi hả? Ờ, 6 giờ mấy hả? Ở cái vỏ này cũng bự nè. Ngày mai xin đi ké ra quay cảnh coi. Vì mà nghe nói nước mình mông mà không có cá, không có gì. Con đổ ngày được bao nhiêu? Được mấy ký? Cá mồi, cá mắm không hả? Ờ. Được mấy cái? 6 cái. Ngày mai tôi xuống tôi đi ké với thằng coi quay cho bà con người ta coi coi. Có nước cái ốc bu vàng đó, nó lên nó xanh xôi nảy nở nè, nó đẻ nè. À, nó đẻ trứng đỏ đỏ đó là trứng ốc bu vàng đó. Nó đẻ lên ở đây hết nè. Đang làm tiếp đây hả? Tiếp nè. À, này xuống tiếp á. Chút nữa nước rút rồi bắt đầu có cá nhiều lại rồi. Ừ. Vì làm cái này rồi mà thôi tiền dư giả cái mướn nhà trọ nữa mà. Vô nhà trọ nó đâu? Ở cầu Cái Me nè. Phía bên mình á, phía bên Châu Lăng hay bên chị đâu? Bên Châu Lăng. Châu Lăng chỗ nào đâu nhà trọ gì? Vĩnh Phước. Ngang gì không? Biết ông Sáu Ấn không? Bà biết ông Sáu Ấn không? Không, cái đó tôi quên nè. Hồi trước ông làm cái cầu sắt ở... Đây nè. À. Đó, đó, ngang nhà ông đó đó. Đi cái đường lên mà... Lên núi Cấm á. Núi Cấm hay là lên... núi Lâm Chi? Thì Nam Chi núi Cấm cũng vậy. Đi núi Cấm mà khác. Lâm Chi là cái đường lên... cảnh xá đồ chiếc thuốc uống nước. Ừ thì nó con đường vậy là anh biết ông bé A không? Biết. Ừ, đang lúc trước vô đây nè, bên đó kìa. Thì chỉ đang giá lưới để làm đăng trường á, lưới đăng trường để hướng cho cá nó vô á. Ngày mai xin đi ké với cô này để đi quay cảnh
đổ dến cho bà con coi nè, miền Tây nước mà không có cá nha bà con. Có nước thì linh láng đó, nhưng mà năm nay là không có cá. Con ốc bu vàng nó đẻ trên khô nha. Trứng đỏ đỏ là trứng ốc bu vàng không á bà không?